Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki ở mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình, và ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire sẽ mang đến chúng ta cái gì? Và tất nhiên là hôm nay thì ai cũng biết là chúng ta có cái thẻ vô cực free rồi, từ sáng giờ anh em đã cày chưa? Sáng giờ tôi cày mút chỉ con bà bỉ chưa được 2 tiếng anh em ạ, mệt mỏi thật sự. Và 2 tiếng đây phải là 2 tiếng vào chơi game nhá, chứ không phải là 2 tiếng các bạn vào sảnh chờ ngồi AFK được đâu, không được đâu, không giòn. Ok, thì nói chung là mấy cái free riểng thì anh em đã nắm được rồi. Đấy, nhưng mà có một cái này rất là hay, đó chính là một số bạn hỏi mình về cái sự kiện hội nhóm năng nổ hỗ trợ 12.000 kim cương một tháng. Vâng, cách để kiếm 12.000 kim cương một tháng là gì ạ? Đấy chính là bên cộng đồng FIFA Việt Nam ấy, họ thông báo này, cộng đồng FIFA ngày càng mở rộng với nhiều hội nhóm khác nhau trên Facebook, ok, đấy, Facebook nhằm xây dựng không gian sinh hoạt giao lưu online. Các anh em mong muốn hợp tác thì để hợp tác thì các admin của các group, ví dụ bây giờ anh em mà đang có các group FIFA ấy, và anh em đang lập ra các group, ví dụ như là group trai xinh gái đẹp FIFA này, group FIFA đẹp trai này, group FIFA xinh gái này, group chia sẻ phim tình cảm FIFA này, group gọi là chia sẻ các nội dung này nọ lọ trai ở FIFA này, ví dụ thế, thì anh em liên hệ với cái page cộng đồng FIFA Việt Nam này nhá, thì họ sẽ có thể tài trợ cho chúng ta lên tới 12.000 kim cương một tháng. Trời ơi, 12.000 kim cương là bao nhiêu ạ? 5.600 kim cương là 1 triệu, là họ tài trợ chúng ta 2.500.000 một tháng, tức là 12.000 kim cương là gần bằng một cái súng nâng cấp. Thì là anh em nào mà có nhu cầu ấy thì liên hệ ngay ở bên Ghana FIFA nhá, hội nhóm năng nổ hỗ trợ 12.000 kim cương một tháng. Đấy, nghe như kiểu hỗ trợ tài chính nhỉ? Đấy, hỗ trợ tài chính 12.000 kim cương một tháng. húp ngay còn gì nữa, thì anh em còn chờ gì nữa. Ông nào mà đang có group vận hành group FIFA hoặc là chưa vận hành thì bây giờ tạo luôn group đi. Đấy, tạo group đi xong rồi nói chuyện ở bên Ghana FIFA group Facebook ấy. Đấy, để xem mà xin 12.000 kim cương một tháng, húp ngay. Đấy, ok con dê. Đấy, thì đây là cái băng hỏa quyền. Tôi không hiểu sao bên Ghana FIFA lại ra cái băng hỏa quyền này. Đấy, trong khi chúng ta đang cần cái nắm đấm nâng cấp. Đấy, bên Ghana FIFA đang cố gắng bào nốt anh em ạ. Bào thì mình cũng test cho anh em thôi. Cái nắm đấm này ấy, thì chỉ vài trăm kim cương thôi. Đấy, tôi nói với anh em thật sự. Tại vì thật ra nắm đấm này hồi xưa ấy nó cũng không đắt lắm. Đây, tôi test cho anh em xem nhá. Đấy, 169 lần đầu tôi đang có 34.468 này. Đấy, ba tiếp theo. Ui rồi chưa có. Ba tiếp theo. Ui rồi. Ở đây rồi, một bi. Và như vậy được một bi rồi. Tiếp nào, hai bi nào. Đấy, bây giờ tôi có 34.600 đúng không? Đấy, bây giờ tôi đã mất đấy, úi giời, hai bi. Ngon rồi. Hai bi rồi anh em ạ. Được thật sự. Đấy, như vậy là mình mất khoảng 100 kim cương. Như vậy là mình mất khoảng 1.000 kim cương nha anh em nhá. Rất là giòn luôn. Đấy, rất là giòn, 2 bi, 3 bi luôn. Đấy, vừa 2 bi phát mở tiếp ra 3 bi luôn. Thậm chí còn chưa dùng đến đồ ở trong cái ba lô. Thì cái này nắm đấm này rất rẻ. Anh em nào thích lấy nắm đấm này thì húp. Đấy, anh em thích lấy nắm đấm này thì húp. Đấy, húp đi. Chờ này gọi là giờ này cũng ngại gì va chạm nữa. Nắm đấm này nói chung là cũng được. Còn quay băng hỏa nói chung là cũng ok la. Đấy, anh em nào húp đi, còn không thì để tiền chơi nằm đấm nâng cấp. Không biết bây giờ bên Anna định ra nằm đấm nâng cấp mà bây giờ hết cả sự kiện World Series rồi, các server khác ra hết rồi. Đấy, tôi thậm chí là còn bỏ tiền ra ở bên server nước ngoài mua hết rồi mà Việt Nam vẫn chưa ra. Đấy, ngoài cái việc mà mua nằm đấm ra thì anh em có thể mua cho mình đó là những tai nghe phụ kiện ở trên Riaki Store. Hiện tại đang có những cái mẫu như là mẫu GB với giá chỉ 69.000 một cái tai nghe, trời ơi còn chưa bằng một nửa cái thẻ vô cực nữa. Và đừng quên đó là mua một tai nghe, kể cả tai nghe rẻ nhất cũng sẽ được tặng một con mini Lego. Đường link Shopee đó là Riaki Store HN, Riaki Store HCM trên Shopee nhá. Đấy, đi rồi, anh em thấy nắm đấm chưa? Nắm đấm này là cái nắm đấm mà chắc là ít hiệu ứng nhất trong Ghana FIFA. Đấy, cái nắm đấm này chắc là cái nắm đấm ít hiệu ứng nhất trong Ghana FIFA anh em ạ. Tại vì là nó ra một cái đợt ở cái sự kiện Giáng sinh năm ngoái năm kia mà thật ra là nó cũng không hot lắm. Đấy, nói thật là nó cũng không hot lắm. Đấy, tôi vào làm trận rank, anh em bảo thằng này lười cày rank. Đấy, anh em tôi cày rank căng luôn, mùa này tôi cày rank căng đét và khét lẹt lẹt luôn. Cày rank nó phải gọi là lên huyền thoại nhá. Mùa này sẽ phải lên huyền thoại.
Đấy, mùa này sẽ phải lên huyền thoại. À, quẩy lên, quẩy lên. Quẩy lên nào, quẩy lên nào. Đấy, ok. Rồi, mùa này quyết tâm lên huyền thoại nào. Đấy, anh em thấy không? Cái nắm đấm này kiểu cầm nó không được lực. Đấy, nó không được lực. Đấy, ui. Và, ui, địch bắn nghe thế. Và các bạn từ từ nào. Tôi còn chưa bắt đầu. Tôi còn chưa gọi là chuẩn bị gì cả. Mà các bạn bắn căng ấy. Căng ấy. Ui. Và team mình mấy ông dùng lửa chạy đấy. Đấy, làm sao? Ui, làm sao? Làm sao? Ui. Làm sao? Làm sao? À, nó định đẩy qua đây nó ăn. Nó định đẩy qua đây nó ăn tôi anh em ạ. Tôi cũng sợ đấy. Đấy, tôi sợ sợ đây anh em ạ. Ui ui, bà ui, làm sao, ui nó chạy rồi, nó chạy rồi. Nó chạy rồi, chạy này, ui. Làm sao, ui, căng đấy. À, bạn đẩy qua đây, bạn đẩy qua đây thì bạn chưa biết nào là kiếm pháp của môn phái Rikaki rồi. Và bạn đẩy qua đây là bạn chưa biết kiếm pháp của môn phái Rikaki rồi. Kiếm pháp của môn phái Kaki ạ. Rồi, từ ngày mà ra cái katana này tôi chém nó gọi là mượt lắm anh em ạ. Chém mượt thật sự luôn. Hôm qua có một bạn vào chửi tôi. Đấy là làm video rất ngu. Đấy, tôi không hiểu sao thế. Đấy, thì có một số bạn vào, có một số bạn chửi tôi là tôi làm video rất ngu. Đấy, thì tôi không biết là mình làm video ngu chỗ nào, tại vì mình cũng làm nội dung game theo nội dung game thôi. Đấy, chứ còn ví dụ bây giờ game ra gì mình review cái đấy thì mình không biết là ngu chỗ nào, hay là kiểu các bạn thấy game nó ngu, các bạn thấy tôi làm video ngu. Nhưng mà tôi là vẫn tiếp nhận những cái đóng góp của anh em nhá. Thì anh em mà thấy tôi làm video ở chỗ nào ngu thì anh em comment ngay ở phía dưới video này. Đấy, ví dụ như là chú làm video chỗ này ngu quá, chỗ kia ngu quá thì bây giờ phải chỉ ra là mình làm video. Ôi, bà ý, đau thế nhở. Chắc là mình nói chung ấy là tôi chắc chắn là mình là streamer bắn ngu. Đấy, streamer bắn ngu nhất Việt Nam. Đấy, nhưng mà làm video ngu, chưa biết là làm video ngu ở chỗ nào. Đấy, hy vọng anh em nào mà thấy được những cái ngu ở trong video của kênh Riaki thì anh em có thể comment phía dưới nhá để cho mình cải thiện. Đấy, mình cũng không dám chắc là mình sẽ cải thiện được hay không. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà được thì mình sẽ cố gắng làm sao mà cho nó bớt ngu đi. Đấy, à, làm sao mày ăn đồng đội tao. Mày ăn đồng đội tao. Hôm nay Hà Nội dặn là rét quá anh em ạ. Đấy, bây giờ nhiệt độ Hà Nội chỉ có tầm mười mấy cm thôi. Đấy, mày chết. Đấy, à, chắc là còn mấy cm thôi. Nhiệt độ Hà Nội giờ đang rất là lạnh. À, nói rất là lạnh luôn. Sun hết tất cả một số thứ lại. Ok, 2-0 rồi. Không biết là sáng nay có anh em nào ở Hà Nội phải đi học không? Rét thật sự. Rét thật sự. Sáng nay tôi phải dậy sớm, tôi đưa con tôi đi học lúc 7 giờ kém 15. Ôi, đường thì đông ạ. Rét căm căm luôn. Mà rét gọi là sun hết cả người. Chảy hiểu sao năm nay lại rét sớm thế. Và năm nay rét kinh thế. Và thấy bảo là cái đợt rét này sẽ kéo dài hết Tết cơ. Đấy, tức là chúng ta sẽ có khoảng mấy chục ngày chìm trong giá rét. Trời ơi, trời rét này đi đâu mệt lắm. Đấy, đúng là chỉ có ở nhà mà bắn Free Fire nó phải gọi là hết nước chấm. À, thầy đẩy qua đây. Đẩy qua đây với chúng tôi Linh Kem này. Và mình cầm cái khẩu M4A1 dòng lửa. Thấy nó có sự ấm áp anh em ạ. Ôi, mà bắn cắt thế. Và ui, Sơn Triều. Ui, nó thịt tìm mình rồi. À, thì mình ơi, xem đây có đồ gì không. Mà có quả bình máu to. Đây rồi, móc lộp. Sao mấy thằng này nó không nhìn thấy mình nhỉ? Mấy thằng này nó không nhìn thấy mình. Nó không nhìn thấy mình, nó phải trả giá. Không nhìn thấy tôi là phải trả giá ngay. Có một thằng đang bỏ đây. Đấy, ui, cái máy bay nó tìm một cháu. Làm sao, ui, bắn vào cái thằng nó đã gục rồi. Đây rồi. Ui, ông này ông bắn tiểu liên ạ, bắn mình không thấm luôn. Anh em thấy không, mang kỹ năng Hayato cộng thêm kỹ năng của GB, chất lượng luôn. Ngày hôm qua tôi còn làm một video về top những cái kỹ năng. Đấy, combo kỹ năng mà đưa cái game thủ Thái Lan lên chức vô địch thế giới. Thì không biết là anh em đã xem video đấy chưa. Và anh em đánh giá nhiều những cái combo đấy. Tại vì hôm qua tôi thấy anh em comment rất nhiều. Đấy, nhưng mà anh em toàn hỏi xin kim cương. bó tay chấm com ạ. Bó tay chấm com, bó com chấm tay. Nâng cấp M4A1, nâng cấp đấy luôn. Nâng cấp đấy luôn. Quẩy lên anh em. Và quẩy lên thôi, quẩy lên nào. Tôi đang bị ho này. Khéo mày ăn quả viêm họng thì toang. Mày khi ăn quả viêm họng thì toang, lạnh thật sự. Và không hiểu sao lạnh vãi trưởng của bà Bưởng. Hà Nội công nhận bây giờ rét thật. Năm ngoái không rét mấy mà năm nay rét nhiều. Một thằng và hai thằng hủy diệt rồi.
Hủy diệt rồi anh em ạ, hủy diệt rồi. Đây sẽ là trận thắng rank thứ 17 liên tiếp của tôi. Đấy, tôi bây giờ tôi không thể cản lại vị trí Oriaki rồi. Đấy, xôi, Mina và chết ngay. Đấy, ui ôi, thoát ra kill anh em thấy dễ không ạ? Bắn thằng nào mà thằng ấy chết. Tôi thắng 17 trận rồi đây anh em. Thắng 17 trận rồi. Không biết là có bạn nào thắng được nhiều trận hơn tôi không? Đấy, các bạn nào mà thắng được nhiều trận hơn tôi thì bạn comment ở phía dưới nhá. Tôi đã thắng được 17 trận rồi đấy. Để tôi cho anh em xem. Đấy, không cần phải ăn mừng, anh không ăn mừng. Đấy, ui xôi ơi, 17 trận chuỗi thắng, ghê không? Có khi là tôi thắng một phát lên tận huyền thoại luôn. Đấy. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like và subscribe để đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.